Bình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 và Bình đang có mặt tại cái khu vực Cần Ráng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Cái đây là cái nơi du lịch và chúng ta vừa xem đây là cái dốc, cái này gọi là dốc Mộng Cầm đó các bạn. Dốc Mộng Cầm. Hôm nay rất là nhiều du khách đến đây tham quan cái khu vực này, rất là tuyệt vời. Và đường lên dốc đá, cái dốc Mộng Cầm vừa rồi đó các bạn, đó là đường lên dốc đá. Chúng ta đã đến đó thăm với cái tượng đài của mộ của nhà thơ Thành Hàn Mặc Tử. Rất là nhiều du khách, người ta trong và ngoài nước, người ta đến với thăm cái mộ Hàn Mặc Tử để tưởng nhớ một cái thi nhân đã cống hiến hết mình vì văn chương và có cuộc đời yếu mệt. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn du khách trong và ngoài nước đã đến đây. Đất Bình Định đã có nuôi dưỡng một tâm hồn thơ ca rất là tuyệt vời. Hãy đi và trải nghiệm đến với mộ Hàn Mặc Tử bạn nhé. Chào tạm biệt các bạn.